Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng của chuyên mục thông tin đối ngoại. Phóng sự, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản địa phương sẽ là nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị khán giả theo dõi phần tin tức thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua. Mới đây, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã diễn ra tại Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành của tỉnh. báo cáo về thành thị trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước và tham luận của các bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội, các địa phương tại hội nghị khẳng định. Công tác đối ngoại đã góp phần tạo dựng và duy trì vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vai trò, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước. Phát biểu tại hội nghị, mượn lời bài thơ Che Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng Việt Nam có trưởng phái ngoại giao riêng, đó là ngoại giao cây tre phương thức ngoại giao vừa mềm dẻo nhưng rất kiên cường. Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác đối ngoại, Tổng Bí Thư rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, các bộ ngành, địa phương cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời đổi mới tư duy, không ngừng sáng tạo trong hoạt định và triển khai chính sách đối ngoại phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc và xu thế thời đại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển đảo biên giới năm 2022. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân đồng chủ trì buổi lễ ký kết. Tại buổi lễ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Cục Hải quân đã thảo luận thống nhất nội dung chương trình phối hợp năm 2022. Theo đó, chương trình phối hợp tuyên truyền gồm 10 nội dung chính: phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội, phối hợp tổ chức các hoạt động kết nghĩa, phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận, chính sách tại tỉnh Cao Bằng, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức hành quân về nguồn, thăm các địa danh lịch sử, tham gia sáng tác về đề tài biển đảo, người chiến sĩ hải quân, con người Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển đảo, xác định trách nhiệm tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường sức mạnh và khả năng phòng thủ bảo vệ biển đảo, góp phần xây dựng quân chủng hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Gắn tuyên truyền biển đảo, biên giới với các hoạt động giao lưu kết nghĩa, công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của dân tộc. Truyền thống của quân đội, quân chủng, cục kỹ thuật hải quân và quê hương cội nguồn cách mạng cao bằng. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch COVID-19 tại các tổ chốt ở khu vực biên giới cửa khẩu và các đường mòn, lối mở biên giới. Các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 15.071 công dân trở về từ Trung Quốc, đưa đi cách ly theo quy định trong đó phát hiện bắt giữ 9.095 trường hợp tự về qua các đường mòn qua lại biên giới, tiếp nhận 5.976 trường hợp do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả qua các cửa khẩu, lối mở. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, thành lập 130 tổ chốt chặn cố định, 16 tổ kiểm soát lưu động trên các trục đường ra vào khu vực biên giới, mỗi ngày duy trì từ 600 đến 700 lượt cán bộ chiến sĩ, cùng 200 lượt cán bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, thu gom, tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và đưa về cơ sở cách ly theo đúng quy định. Ngoài ra, các đồn biên phòng đã phối hợp với các lực lượng tuyên truyền về các phòng chống dịch COVID-19 được trên 10.000 buổi cho hơn 62.000 lượt người nghe, cấp phát hơn 30.000 tờ rơi, vận động gần 28.000 hộ gia đình ở khu vực biên giới tham gia ký kết phòng chống dịch COVID-19. thưa quý vị và các bạn bằng các hoạt động liên kết tổ chức trưng bày giới thiệu nông sản, kết nối doanh nghiệp với nông dân và đặc biệt là thành lập các cửa hàng nông sản an toàn. Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá nông sản đặc hữu của địa phương trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, Hội nông dân tỉnh đã phát huy vai trò cầu nối tích cực giúp nhiều nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập Thời gian qua, hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh được quan tâm đặc biệt. Các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nông sản, đặc sản đã đặt hàng cung ứng nông sản thường xuyên hơn. Nhiều hội nghị kết nối trong và ngoài tỉnh được tổ chức giúp tiêu thụ nông sản cho bà con. Cùng với đó, các cấp hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng đã phối hợp hỗ trợ thành lập nhiều cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông sản cho nông dân. Việc khuyến khích sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch cũng là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền hội viên nông dân, phụ nữ trong việc sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Để hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu quảng bá thương hiệu sản phẩm gắn sản xuất với thị trường, Hội Nông dân tỉnh trình tỉnh cho chủ trương đầu tư và đề xuất với Hội Nông dân Việt Nam cấp kinh phí đầu tư 3,9 tỷ đồng xây dựng trung tâm trưng bày, giới thiệu, kinh doanh và phân phối sản phẩm nông nghiệp với diện tích 1.530m2. Sau hơn một năm xây dựng, trung tâm đi vào hoạt động với trên 30 gian hàng, trên 300 sản phẩm, trong đó có 18 sản phẩm ô cốp được chứng nhận 3 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm tiêu biểu của địa phương gồm các mặt hàng nông, thủy, hải sản, tươi sống và đông lạnh, rau, củ, quả, thịt trứng, đồ hộp các mặt hàng thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm. Toàn bộ các sản phẩm đều là những nông sản sạch, an toàn nên được nhiều người đến tham quan, mua sắm. Trung tâm trưng bày giới thiệu kinh doanh và phân phối sản phẩm nông nghiệp trở thành đầu mối quan trọng giúp liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân là địa chỉ cung ứng thực phẩm sạch, an toàn cho thị trường không chỉ giới thiệu, quảng bá những sản phẩm hàng hóa, đảm bảo chất lượng phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh mà còn là điểm dừng chân cho du khách đến với Cao Bằng. Tạo môi trường liên kết sáu nhà và là mắt xích quan trọng trong phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nông dân là cơ sở cho việc liên kết quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, thực hiện đề án nông nghiệp thông minh của tỉnh. Thì mục đích của trung tâm này thì cũng là một cái là gì thứ nhất là là cái địa chỉ là để giới thiệu những sản phẩm nông sản của um, các hội viên nông dân, đặc biệt là nông dân trên địa bàn các bạn những đặc sản của địa phương. Đấy, thứ hai nữa thì um, về cái mục đích này thì cũng là một cái tính chất mang tính chất là để gọi là khởi nghiệp cho hội nông dân, hội viên để có những cái tìm cho cái đầu ra và có những cái sự chuỗi liên kết công ty trách nhiệm hữu hạn trường thọ là quản lý và điều hành phối hợp với hợp nông dân để thực hiện là cái địa chỉ để liên kết tiêu thụ các sản phẩm của nông nghiệp của trên địa bàn cao bằng các sản phẩm của nông nghiệp thì sau khi bà con hoặc là các hội viên doanh nghiệp hợp tác xã có những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn khi đã được chứng nhận tiêu chuẩn thì sẽ liên kết với trung tâm mà đứng ra sau đấy là các hội nông dân tỉnh sẽ là người sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp và cùng với bà con để làm sao giới thiệu, liên kết, tiêu thụ ra trong và ngoài nước về các sản phẩm ưu tú trên địa bàn. Trung tâm trưng bày, giới thiệu, kinh doanh và phân phối sản phẩm nông nghiệp là mô hình mới tại cao bằng. Trong bối cảnh hiện nay, trung tâm được triển khai với mong muốn hạn chế các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, vận chuyển, bảo quản, lưu thông, phân phối. Hiện nay, hội nông dân tỉnh ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một số doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh để cung ứng sản phẩm, góp phần giảm giá thành, giúp cả bên sản xuất và tiêu dùng đều có lợi. Thì hiện nay thì chúng ta cũng biết rồi, nhiều khi bà con cứ sản phẩm sản xuất theo cái gọi là đám đông, có nghĩa là cứ thấy theo cái gì sản xuất được ta sản xuất, cho nên là tình trạng là hay nói đến là đường mùa mất giá, đường giá mất mùa đúng không ạ? Những năm vừa qua thì cũng các cấp các ngành cũng là giúp bà con tiêu thụ rất là nhiều sản phẩm. Đấy, cụ thể trên địa bàn cao bằng chúng ta cũng rất là nhiều sản phẩm rất là tốt, rất là hiệu quả. tuy nhiên là cái đầu ra nó không ổn định. Đấy, đặc biệt là cho cái lịch vực liên kết. thế do vậy là cái trung, cái cửa hàng này, trung tâm này để xây dựng lên thì cũng mong muốn rằng là đây cũng, chúng tôi nói từ ban đầu nó cũng là cái địa chỉ. còn thứ hai nữa là cũng để bà con có những cái sản phẩm sau này chúng ta sẽ liên kết để 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 cho là cùng phối hợp giữa các nhà khoa học, nhà nông và nhà sản xuất. Sự ra đời của trung tâm trưng bày, giới thiệu, kinh doanh và phân phối sản phẩm nông nghiệp một khi hoạt động hiệu quả sẽ trở thành đầu mối quan trọng giúp liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân và cũng là địa chỉ cung ứng thực phẩm sạch, an toàn cho thị trường. Dự báo dịp giáp Tết Nguyên Đán nhâm dần năm 2022 nhu cầu mua bán của người dân sẽ tăng cao. Hội nông dân tỉnh và trung tâm trưng bày, giới thiệu, kinh doanh và phân phối sản phẩm nông nghiệp cao bằng cũng đã có những kế hoạch cụ thể tăng số lượng, khối lượng các sản phẩm nông sản phục vụ nhu cầu của người dân. Hiện nay là cái sản phẩm cuối năm rất là nhiều sản phẩm. Hiện nay nhu cầu của bà con ví dụ như gạo, thực phẩm và những cái thiết yếu cho cuộc tết thì trung tâm cũng đang là cũng đang phối uh, hợp với uh, doanh nghiệp các doanh nghiệp để làm sao mà tập trung liên kết để làm sao giới thiệu sản phẩm mà cũng mong muốn rằng cái trung tâm này nó trở thành cái đầu mối để tiêu thụ liên kết các sản phẩm ừ. cũng của các bà con của các hội viên nông dân và đặc biệt là cái sản phẩm nông nghiệp của Kim Bạc Hạ, mà các uh, đại lý địa phương uh, của trên địa bàn tỉnh mà trung uh, hội nông dân ấy thì cũng đã có cái cũng đang có cái chương trình tới nay là ở trên địa bàn toàn tỉnh là 10 huyện thì trung tâm sẽ xây dựng một chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như cửa hàng này sẽ là chuỗi liên kết với nhau không chỉ riêng tiêu thụ sản phẩm địa phương trên địa phương mà chúng tôi cũng đang liên kết và cũng phối hợp mà cùng giúp tiêu thụ các sản phẩm um, tiêu biểu và là sản phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh và trong và ngoài tỉnh. trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của trung tâm, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn mở thêm chuỗi trung tâm trưng bày, giới thiệu, kinh doanh và phân phối sản phẩm nông nghiệp tương tự tại các huyện trong tỉnh. Cùng với việc phục vụ nhu cầu mua hàng của người dân địa phương, trung tâm sẽ hướng đến giới thiệu các sản phẩm đặc sản tiêu biểu phục vụ du lịch bên cạnh đó hội nông dân tiếp tục phối hợp với các cấp ngành đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu quảng bá hoạt động của trung tâm khai thác tìm kiếm thêm hàng hóa trong tỉnh đa dạng hóa các sản phẩm trưng bày nhằm thu hút khách du lịch người tiêu dùng đến tham quan mua sắm phối hợp với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng quy mô tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm kết nối quảng bá tiêu thụ các sản phẩm nông sản mang thương hiệu của địa phương đến thị trường trong và ngoài nước. Đến đây chuyên mục thông tin đối ngoại xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào, và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.